Bật lửa Zozo Z9864 sang đá khắc quan công chất lượng. Hộp quẹt đẹp và độc đáo nhập khẩu tại Hồng Kông chất lượng mà giá rẻ. Zozo Z9864 là phiên bản dành cho các tín đồ của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Một vẻ ngoài chắc chắn, cổ điển và mang khí chất anh hùng. Rất phù hợp làm quà tặng ý nghĩa cho các đấng mày râu. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Bật lửa siêu anh hùng ý nghĩa phong thủy. Quan Công là một vị tướng quân rất giỏi và đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán với vị vua là Lưu Bị. Ông là người đứng đầu trong ngũ hổ tướng của nhà Thục gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Nếu ai là tín đồ của tác phẩm lịch sử nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa thì sẽ yêu thích nhân vật này. Ngày nay, mọi người coi tượng Quan Công giống như một vật phẩm phong thủy để bảo vệ gia đình, giúp họ mang tới cuộc sống bình an và phước lành. Tượng Quan Công được đặt ở những vị trí có sao xấu chiếu tới để ngài có thể che chở, giúp đỡ gia chủ hóa giải hung khí, sát khí. Do đó, chiếc Zozo Z9864 này rất phù hợp làm quà tặng phong thủy cho bạn bè, người thân. Zozo chất lượng chuẩn Hồng Kông. Vỏ chiếc bật lửa này được đúc bằng hợp kim nguyên khối, được đánh xước ngang chống bám vân tay nên không bao giờ bay màu hay rỉ sét theo thời gian. Nổi bật với dòng chữ Hán Quan Vân Trường được khắc ăn sâu vào vỏ. Zozo mạ chôm bạc sáng, được làm bằng inox chuyên dụng không gỉ, chứa xăng lâu, một lần châm đầy có thể sử dụng lên tới khoảng 20 ngày. Buồng đốt có 16 lỗ nên khả năng chống gió của chiếc Zozo này là khá tốt. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng khi lái xe máy. Bên cạnh đó, Z9864 này còn có cổ đá bằng đồng. Bánh xe của Zozo thì cắt ngang sắc sảo và rất bén, độ nhạy cao. Ngoài ra, các chi tiết khác của bật lửa Zozo như búa gõ, lưỡi gà, đinh tán cũng rất sắc nét, vuông thành sắc cạnh. Zozo mang phong cách tối giản. Em này sẽ rất thích hợp với những anh em thích vẻ đẹp trung tính, đơn giản không màu mè hoa lá. Ngoài ra, anh em còn có thể yêu cầu khắc họa tiết ý nghĩa cá nhân lên hai mặt bật lửa, những biểu tượng mang cá tính, phong cách của mình. Hãy liên hệ nhân viên của Ambe nhé. Bản lề nam chấu đem lại sự chắc chắn, kín khít giúp hạn chế tình trạng bay xăng. Tuy là một sản phẩm giá rẻ, nhưng độ hoàn thiện lớp vỏ cũng như là từng chi tiết bên trong của chiếc bật lửa Zozo này là vô cùng xuất sắc và bền màu. Zozo có một đáy ngang, thông số được khắc rất tỉ mỉ. Logo Zozo được khắc rõ nét, khẳng định chiếc bật lửa chính hãng Hồng Kông. Ambe cam kết cung cấp hàng thật 100%, nói không với hàng nhái, hàng fake. Anh em có thể yên tâm mua sắm tại shop nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.